Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Emo. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật một số thông tin cực kỳ nóng trên dự án Notcoin ha. Rồi, anh em sẽ vào cái trang X của dự án. Rồi, thì ở đây mình sẽ đi từng cái tin một ha. Rồi, ở đây là một số thông tin cực kỳ hấp dẫn luôn nè. Rồi thì cái video trước á, mình đã à, nói sơ về cái việc mà à, những anh em nào mà không hoạt động trong vòng 30 ngày ha, Thì cái tài khoản của, của những anh em đó sẽ bị đốt anh em nha Cho nên anh lưu ý là những cái tài khoản à, thì hiện tại nó có một cái tin à, tích ở đây nè Ồ vâng chúng tôi đang bắt đầu à, Chúng tôi à, bắt đầu đốt những nốt coi của các tài khoản không hoạt động 30 ngày qua hàng ngày ha Vì vậy đối với những người chưa mở nốt coi vào tháng 2 thì tích tắc tích tắc Đó thì em lưu ý là hiện tại nó đang đốt những cái tài khoản mà không hoạt động trong vòng 30 ngày nha. Cho nên những anh em nào mà đã xem được video của mình á thì à, cái lưu ý đầu tiên là mình sẽ lưu ý rằng những anh em nào mà bỏ khai thác à, gần đến 30 ngày rồi đó thì anh em quay lại liền ha. À, nếu không là tài khoản của anh em sẽ bị đốt nha. Hả? cái số nó coi của anh em cũng sẽ bị đốt luôn. ha. Đó, và nó thông báo rồi này đó. Rồi. Tiếp tục ha thì cái thông báo cũ mình sẽ đọc lại cho anh em nắm luôn ha thì bạn đã khai thác được hầu hết nó coi rồi ha thì tất cả đều là miễn phí cho đến cuối cùng khi bạn yêu cầu nốt của mình sẽ không có thêm tiền nào nữa đúc đúc nữa ha sau đó giai đoạn tiếp theo sẽ bắt đầu sản phẩm mới sẽ được giới thiệu cho bạn và hàng triệu người khác thì nó coi nó chuẩn bị nó đang, đang giai đoạn là chuẩn bị nó sẽ kết thúc cái giai đoạn khai thác nốt ha và nó chuẩn bị sang một giai đoạn mới và khả năng là nó sẽ tập trung vào cái việc là tạo ra một cái mã thông báo chính thức của dự án nha đó rồi thứ năm bốn chiều UTC ngày mai thì ở đây nó có một cái tin nhắn là mọi chuyện sẽ xảy ra à, thì trong cái trang à, cái trang mà tone lúc trên á thì đã đến lúc thảo luận về à, the north NFT này và loại tiền đúc sắp tới à, sắp ra mắt ha bạn đã sẵn sàng cho một trong những sự kiện lớn nhất trong Web3 chưa? Hãy tham gia cùng chúng tôi vào ngày mai. Đó, thì đây là một cái bảng uh, tham gia uh, đối thoại ha, Đó, về cái việc mà chuẩn bị sẽ ra mắt uh, cái nền um, Not coin uh, NFT cũng như là cái loại tiền đúc sắp ra mắt trên dự án Not coin ha. Đó, rồi tiếp tục thông báo tiếp theo cái đây hai ngày. Rồi người dùng không hoạt động đã đốt hơn 5 tỷ nó coi trong 2 ngày qua. Đó, 5% sẽ được đốt mỗi ngày đối với những người không hoạt động trong vòng 30 ngày. À, hoặc họ có thể quay lại để khai thác và kiếm tiền. Cả hai đều ổn. Đó, và một lần nữa nó, nó nhấn mạnh ha. Ở đây nó sẽ đốt uh, là 5%. À, uh, 5, 5% nè. Ở đây là người dùng không hoạt động đã đốt hơn 5 tỷ nó coi trong 2 ngày qua. 5% sẽ đốt trong vòng mỗi ngày ha có nghĩa là mỗi ngày nó sẽ đốt 5 phần trăm nó coi này cho những cái người mà không hoạt động trong 30 ngày qua nha đó rồi tiếp tục chuẩn bị ha chuẩn bị một cái tin cũng rất là nóng này chúng ta hãy làm cho web 3 trở thành một nơi tốt hơn phải không đó rồi ở đây là cho coi mấy cái cáp này thì uh, trong cái thống kê của coi mấy cái cáp á ở đây cái uh, cái hệ sinh thái tôn nè à, hệ sinh thái tôn của blockchain là anh em có thể thấy được cái uh, cái mà số lượng vote là tới 30.258 vote ha thì cái cái dự án nốt này nó chạy trên cái hệ sinh thái tôn blockchain ha anh em có thể thấy được là cái tôn blockchain hiện tại đang rất là hot luôn nè và nó được vote uh, rất là nhiều có nghĩa là cái số, cái số lượng vote là đứng đầu trên coi mấy cái cáp luôn ha đó vượt qua cả HRB, SOL và Lin ETH luôn nha, anh nha. Đó, cực kỳ là đang nóng cái hệ sinh thái token blockchain này hiện tại đang rất là nóng luôn. Đó và đang rất là được uh, cộng đồng đang rất là chú ý tới ha. Đó. Rồi. Rồi tiếp tục ở đây nó có một cái uh, tin nhắn trong cái token blockchain này Đã đến lúc thảo luận về NFT. À uh, luôn ha và đúc uh, lọ đúc tiền sắp tới này. Rồi. Đó rồi tiếp tục một tin nhắn tiếp theo ha ở đây anh em sẽ đọc về cái phần này thị trường tiền nốt coi đã mở à đó thì đây nó đã mở một cái trang uh, nốt coin uh, giao dịch ha rồi mình sẽ đọc hết rồi mình sẽ uh, tóm lại cho anh em ha làm thế nào nó hoạt động này rồi ở đây là lần đầu tiên bạn có thể mua và bán nốt coi trước khi ra mắt mã thông báo những người giỏi khai thác đã mời bạn bè và tích cực tham gia các chiến dịch giờ đây bạn có thể chuyển đổi số dư trò chơi nốt của mình thành phiếu thưởng Notcoin NFT à, 10 triệu và 100 triệu và giao dịch chúng trên Get game ngang hàng. Phiếu thưởng có thể đổi lấy Not à, sau khi ra mắt mã thông báo hoặc bạn có thể đợi cho đến khi mã thông báo khởi chạy à, và chuyển đổi trực tiếp từ số dư của bạn thành Not. Ha. À, không ai biết giá trị của token Not sẽ là bao nhiêu. Giá niêm yết thậm chí có thể là bằng không. Vì vậy hãy tính đến điều đó khi giao dịch chứng từ hỗ trợ trước khi tiếp thị nốt danh sách uh, danh sách lít lít có nghĩa là lít thông qua tiền bản quyền là 20 phần trăm có nghĩa là cái danh sách mà uh, nó dùng cho việc lít thì nó sẽ sử dụng 20 phần tiền từ việc mua nft sẽ chuyển sang tính thanh khoản của, của danh sách mã thông báo ha à, có nghĩa là tạo tính thanh khoản cho khi mà lít uh, mã thông báo đó chúng tôi đang dần triển khai chức năng này để giảm tải vì vậy hãy kiên nhẫn đó thì hiện tại nó đã có mở một cái chức năng à, Về cái thị trường Mà ở đó nó sẽ cho mình à, Mua cái NFT um, NFT này chính là cái NFT Mà cái đồng nốt mà anh em đang à, khai thác đó Thì à, Ở đây nó có một thị trường nốt coin đã mở này Get game này Thì anh em có thể um, uh, Kích vào đây này Anh em xem được cái uh, trang Get game Thì đây là một thị trường mà nó sẽ cho phép anh em mua bán uh, Cái nốt coin của mình Trước khi mà cái um, cái, cái mã thông báo nốt nó triển khai anh em nha. thì ở trên đây mọi người có thể là sẽ đặt cái giá thầu đặt giá thầu trên đây à, bằng việc là họ sẽ rao bán cái nốt coi à, của mỗi người ha và cái số nốt coi này nó sẽ tương ứng với cái giá, giá trị là bằng cái đồng ton anh em có thể thấy nè đây là những người họ đặt đặt giá thầu ha thì ai mà trả giá cao hơn thì họ đồng ý bán thì họ sẽ bán giả sử như ở đây họ rao bán nè 10 triệu nốt coi nè đó, họ đang bán NEO 10 triệu coi tương đương với là 13,86 đồng ton. Ha, đó, đồng ton. Ha, đó, 13,86 đồng ton. Rồi, tiếp tục, anh em sẽ thấy một cái giá thầu tiếp theo. Đó, thì ở đây giống như là họ à, bán cái, um, cái nốt coi này. Thì để, sẽ lấy một cái uh, NFT, nha. NFT dạng ton, à, dạng dưới, dưới dạng là phiếu, phiếu thưởng đó thì sau này những cái phiếu thưởng này có thể đổi sang cái token chính của dự án là token ton. Đó, thì những anh em nào muốn tham gia này thì tham gia, còn không thì anh em cứ chờ đợi khi nào mà cái cái token ton nó chính thức nó ra mắt á thì lúc đó anh em có thể đổi từ not à, từ cái nốt coi mà anh em đang khai thác về thẳng luôn cái token not not coin luôn, về token not luôn. ha, anh em không không phải mua phiếu thưởng này. Thì à, phiếu thưởng này chủ yếu là dành cho những cái người nào muốn đặt cái giá thầu đó, họ, họ đặt giá ha. Phiếu thưởng nó coi nè, anh em có thấy nè. Thì họ đặt là 10 triệu nó coi tương đương với là 13.97 cái đồng ton. Tương đương với là 40 đô ha. hả Thì à, mình tính sơ sơ hiện tại cái giá nó thầu của mọi người là 10 triệu, tương đương với 40 đô. Thì anh em sẽ thấy là 40 đô, anh là anh em lấy 40 đô đi chia cho 10 triệu. Đó, thì giá À, một cái nốt coi như vậy là hiện tại à, theo cái giá thầu á, thì à, đang là 0.000 năm à, số năm à, số 0 ha. À. Đó, đó là cái giá thầu mà họ đang rao bán, có nghĩa họ đang đang rao bán thì ở đây thì à, những người nào mà họ mua với giá cao hơn thì họ sẽ bán thôi ha. Đó giống như là bán đấu đấu giá vậy đó ha, đấu giá này. Đó. Ở đây mình sẽ vào làm thế nào để hoạt động này thì nó sẽ giải thích ra về đấu giá người bán đưa NFT của họ ra đấu giá và đặt giá thầu tối thiểu ngày bắt đầu và ngày hết hạn của cuộc đấu giá khi người đấu giá đặt giá thầu tôn sẽ được khấu trừ khỏi số dư ví của họ số tiền này sẽ được lưu trữ trên số dư của hợp đồng đấu giá an toàn tôn nằm trong blockchain và không ai khác có quyền truy cập vào nó người đấu giá phải trả giá cao hơn mức giá thầu cao nhất hiện tại. Nếu người dùng khác trả giá cao hơn giá thầu hiện tại, số tiền ton coi trừ đi phí uh, blockchain sẽ được trả cho người tham gia. Trong vòng 48 giờ sau khi kết thúc cuộc đấu giá, thì người bán sẽ chỉ có thể chấp nhận giá thầu cao nhất sẵn có được đưa ra trong cuộc đấu giá. Giống như các giao dịch thông thường, người bán sẽ phải trả phí ga để chấp nhận giá thầu. Nếu người bán chấp nhận giá thầu của người tham gia, NFT sẽ được ghi có ngay lập tức vào ví của người đặt giá thầu, và giá thầu bằng ton sẽ được ghi có vào ví của người bán. đó. thì đại khái là trong giai đoạn này thì họ có thể là lấy cái đồng nó coi họ đưa ra, họ bán ha, họ bán và họ đặt cái giá thầu, thì họ sẽ sẽ thu cái đồng nó, cái đồng ton blockchain kiểu là như vậy ha. đó thì những người tham gia nào muốn mua mua cái 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 này thì họ cũng phải trả bằng ton đó. đó thì hiện tại tất cả những cái nốt coi này nó được quy ra cái theo cái 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 đồng ton này ha đó thì giá như mình nói ha à, 10 họ bán là 10 triệu coi tương đương với là 40 đô nha đó là năm số 0 á năm số 0 của số 4 á đó. đó thì là cơ bản là như vậy ha ở trên đây họ đặt rất, rất, là nhiều nè đó đấu giá rất là nhiều thì đây là giai đoạn đầu tiên à, trước cái việc trước khi mà tốc, uh, cái token node ra mắt ha thì anh em có thể tham gia hoặc là không tùy ha không bắt buộc phải tham gia à, thì những cái phần này chủ yếu là những người nào mà nhiều ton họ tham gia họ có thể là sở hữu những cái uh, cái giá thầu ok à. rồi họ sở hữu những cái nft sau này những cái nft này họ có thể là quy đổi sang cái uh, token node ha à. đó rồi thì những cái chi phí mà dự án là lấy từ cái việc à, mua mua bán nft này này à, thì họ sẽ lấy hai mươi phần trăm cho việc à, làm cái thanh khoản làm thanh khoản cho cho việc à, à, lit cái đồng tôn nha đó đó là như vậy ha rồi rất là ok luôn thì à, đây là giai đoạn mà chuẩn bị đặt giá thầu và chuẩn bị cái cái đồng nốt cái token nốt của nó ha ở đây nó đã, đã đã nó đã xác nhận là đây là token nốt này đó ha thì nó sẽ lấy 20% phần trăm trong cái việc uh, mua bán NFT này nó sẽ làm cái phí thanh khoản ha đây 20% phần trăm từ việc mua NFT nó sẽ chuyển sang tính thanh khoản cho việc uh, lít có nghĩa cho việc lít sang đó nha rồi đó rất là ok anh em nha cho nên là chuẩn bị cái token nốt này là có giá trị rồi ha À, trước mắt là nó chỉ là 0.000004. 5 số 0 với một số 4. Cho một cái nốt coi. ha. Cho một cái việc một một clip Rất là ok nè nha. Rồi. Đây là một thông báo nè, chúng tôi chỉ mới bắt đầu ha. Đây, ở đây là một số cái hình ảnh mà họ đặt giá thầu nè, 100 triệu vote coi nè. Đó. 100 triệu nè. 100 triệu là tương đương với 2.000 à, 2.000 đô nha, 2.680 đô tương đương với 1.000 ton này. Anh em thấy không? 100 triệu. Những đây là những cái giá thầu mà họ, họ chụp ảnh này. Thì một cứ 100 triệu nó coi là anh em sẽ thấy được là à, anh em chỉ quy đổi ra đồng ton là được tầm khoảng 2.600 trên 2 đô nha. đó để thấy, ok rồi giá, yeah, ok chưa? 100 triệu nó coi là tương đương ở đây là 2004 này. Nói chung là. 100 triệu á, nó coi giá trung bình hiện tại của nó tầm trên 2.000 đô. Đó, đây là cái giá mà họ đang đặt thầu nè. Ok chưa? Đó, rất ok đâu nha. Đó, thì ở đây nó có bình luận nè. Như vậy là 1, 1 táp. 1 táp như vậy là được 0 000026 nè. Đó, thì cái này họ tính chỉ có 4 số 0 thôi. 4 số 0, 26 nè. Đó, rất là ok luôn nha, giá cực kỳ ngon luôn. Thì anh em lấy cái giá thầu cao nhất anh em sẽ chia ra anh em sẽ biết ha. Đó. Thì ở đây giả sử như mình lấy cái giá mà cao nhất nè. À 2680 đô đây ha. Đó, thì 100 triệu nè, 100 triệu. 100 triệu mà bây giờ lấy 26 2680 2680 chia 100 triệu. Chia 100 triệu đó thì anh em sẽ thấy nè đúng nè giá một nốt coi ha một cái một cái click một cái click chuột của anh em sẽ có giá là 0.000 0268 nha 4 số 0 đó anh em thấy không cực ngon anh em nha đó rồi đó đó là như vậy nha rồi bây giờ mình sẽ ở đây nó có một cái thông tin nữa nè Ở đây anh em sẽ vào cái vòng là bằng cách nào nó để hoạt động này, anh em bấm vào cái cái link này để mình sẽ tiếp tiếp tục mình xem ha. Đây thông tin cực kỳ ngon anh em nha, nó coi. Thì những anh em nào mà chưa đào nó coi thì tranh thủ đào được cho mình ha, một cái click chuột của anh em là là tiền đó. Rồi mình sẽ dịch cái phần này cho anh em nè. Phiếu thưởng nó coi là một cách để bắt đầu giao dịch ha, đó. Từ số dư chơi ảo à, của bạn trước khi à, trước khi mã thông báo được phát hành trên chuỗi khối và đạt được giá trị ha chỉ những người chơi notcoin mới có thể phát hành ngang hàng nè và đặt giá bán trên ghép game nè sau khi ra mắt mã thông báo not người giữ phiếu thưởng có thể đổi chúng lấy mã thông báo not hoặc họ có thể đợi cho đến khi mã thông báo khởi chạy và chuyển đổi số dư của họ thành not trực tiếp đó thấy không? có nghĩa là họ có thể là tham gia để đổi cái phiếu thưởng giống như là phiếu thưởng này chính là nộp tới đó hoặc là sau này anh em không cần tham gia cái đổi phiếu thưởng cũng được ha anh em khi anh em chờ khi nào cái mã thông báo nốt chính thức ra mắt á, thì anh em sẽ được quy đổi trực tiếp luôn từ cái việc nốt coi sang cái token nốt luôn nha đó không ai biết trước được giá của nó là bao nhiêu giá niêm yết thậm chí có thể là bằng không vì vậy hãy tính đến điều này khi giao dịch chúng từ đó thì Brazil Market nè hỗ trợ danh sách nốt thông qua tiền bản quyền 20% từ việc mua NFT sẽ được chuyển sang tính thanh khoản cho các danh sách mã thông báo thì anh em sẽ join vào cái nhóm telegram này là cái cái um, nhóm bot này là bọt là hai nữa là telegram ở đây hoặc à, là cái xcom the à, Thì anh em lưu ý là cái tên xcom the coi ha đây là trang twitter của dự án ha thì anh em sẽ follow những cái trang chính chính thức của dự án còn uh, đừng có tham gia vào những cái nhóm uh, hoặc là cái twitter giả mạo ha rồi làm thế nào nó hoạt động này À, để chuyển đổi nó coi từ số dư của bạn thành phiếu thưởng nè bạn cần phát hành chúng qua à, cái nốt coi là cái bot này, mở bot nốt coi nhấp vào nút giao dịch trên màn hình chính chọn số lượng voucher kết nối ví tôn của bạn và trả phí blockchain là 0.1 đô la để đúc chứng từ NFT thì đây là nó hướng dẫn cho anh em cách đúc NFT nha à, trong vòng vài phút voucher sẽ xuất hiện trong ví tôn của bạn đó Phiếu nốt coi chỉ có thể được tạo ra bằng phát cách phát hành trên cái ứng dụng Bot này, không cần thiết phải tạo NFT cụ thể thông qua Get game. Chỉ những chứng từ từ bộ sưu tập đã được xác minh mới có được giao dịch trên thị trường. Nếu bạn xác nhận giao dịch cuối, cuối cùng bạn sẽ nhận được chứng từ. Nếu bạn chưa hoàn thành bất kỳ lý do gì thì số dư của bạn sẽ được trả lại khi đơn hàng hết hạn. Đó thì ở đây nó hướng dẫn cho anh em cách để anh em có thể là đổi cái node coin để lấy cái phiếu thưởng ha, phiếu thưởng nên là phiếu thưởng là nộp T đó. Nha, hướng dẫn từng bước 1 này. Đó. Anh em có thể xem còn à, theo mình nghĩ thì à, như anh em mình khai thác thì cũng không cần phải phải đổi phiếu thưởng này làm gì ha, anh em cứ chờ. Anh em cứ chờ mà đến khi mà cái token node chính thức ra mắt thì anh em có thể đổi trực tiếp từ cái cái node mà anh em khai thác được về luôn cũng được ha. Đó. Rồi đó là như vậy. Còn cái anh em sẽ vào cái trang Telegram ở đây. Mình sẽ đọc thêm một số cái thông tin nữa ha. Thông tin cực nóng luôn. Đó. Ở đây anh em sẽ thấy là cái tin nhắn này có hơn 20 triệu ha. 20 triệu dùng, 20 triệu người dùng cho nó tham gia nó coi trong vòng trong vòng chỉ 26 ngày thôi. Đó, dự án này cực kỳ là nóng nè đây 20 triệu người đã tham gia nốt coi sau 26 ngày làm sao à, điều đó có thể xảy ra được step có 700.000 mau AC đến 23 triệu mau ở thời điểm đỉnh cao ha à, AC chỉ có 23 triệu thôi còn ở nó coi tới 20 triệu trong vòng 26 ngày 20% số người đăng ký tới lực ram Premium cho nó coi tương đương khoảng 1 triệu người nha đó không giới hạn không quy tắc có lẽ không có gì ngoài niềm vui nó coi là vậy đó là lý do tại sao chúng ta ở đây đó, đó rồi à, nguồn cung sẽ bị đốt này cháy dần dần khi chúng tôi triển khai trên chuỗi ha, sẽ không có mã thông báo mới nào được phát hành nhưng việc khai thác sẽ tiếp tục với các nhóm từ thị trường bạn sẽ thấy các biệt đội hàng đầu sẽ có trận chiến hoàng gia ở đây. Chỉ để cho vui thôi, vì vậy hãy sẵn sàng, bot sẽ bị xóa khi kết thúc trò chơi, xin lỗi các bạn, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thứ gì đó. Đó. Ở đây này nó có một thông tin nữa nè. Là rất nhiều sàn đang uh, đang hóng để mà list cái đồng nốt này trên sàn của họ nha. Đó. Em thấy thông tin nè. À, rất nhiều sàn giao dịch muốn niêm yết à, khi nốt được đúc ha một ngày nào đó họ có thể làm được điều này nhưng chỉ với nốt coi thì họ mới tự khai thác được đừng để bị lừa bạn biết những những nơi duy nhất có thể công bố giai đoạn tiếp theo đó rồi rồi như vậy ha thì trên đây là mình đã chia sẻ cho anh em những thông tin cực kỳ nóng trên dự án nốt coi luôn ha thì đây nốt coi chuẩn bị nó chuẩn bị nó sẽ phát hành chính thức cái mã thông báo là Token node ha, chạy trên cái hệ sinh thái à, blockchain, à, hệ sinh thái Ton blockchain nha. Cực kỳ ngon luôn. Và chuẩn bị nó có giá ha, thì giá hiện tại nó là như anh em có thể thấy được nè. Giá hiện tại của nó theo mình nếu mà giá cao nhất hiện tại mà tính nó ra là một cái một cái click chuột của anh em á là nó có giá là 0.000026 nha. Đó thì tương đương với 100 triệu cái nốt coi thì anh em sẽ có hơn 2.000 đô anh em nha Rồi chúc mừng tất cả những anh em đã tham gia dự án nốt coi ha Thì à, anh em sẽ vào cái trang Twitter à, chính thức của dự án ha, Để cập nhật thêm thông tin mới nhất của dự án ha đó, Thôi những anh em nào chưa biết đến dự án này thì lập tức à, triển khai khai thác riêng cho mình ha Dự án này nó chuẩn bị nó kết thúc rồi đó, nha không còn bao lâu nữa đâu thì à, rồi ok thì video này xin kết thúc nếu thấy video đó, thì cho mình một nút like để ủng hộ video những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký và chọn bỏ chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.